các bạn đến với video mới của YouTuber Đức Trần Channel. Hiện tại thì Đức Trần Channel đang đến với khu vực của thị trấn Ba Hòn. Đây là khu vực của Ba Hòn, Kiên Lương, thị trấn Ba Hòn của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Đây là một cái khu đô thị mới của khu vực Ba Hòn, Kiên Lương. Kính thưa quý vị các bạn, thì trên đường quốc lộ 80 theo hướng từ Rạch Giá về lại khu vực của Hà Tiên. Như chúng ta biết rằng là quốc lộ 80 thì bắt đầu từ ở chân cầu Mỹ Thuận, ranh giới tự nhiên của tỉnh Tiền Giang với lại Vĩnh Long, tức là khi chúng ta qua khỏi con sông Tiền thì chúng ta theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thì chúng ta rẽ tay phải, đó là quốc lộ 80 đi ngang qua Sa Đéc đi về lại Vàm Cống, rồi từ Vàm Cống chúng ta sẽ đi về lại Rạch Sỏi, Rạch Giá, và từ Rạch Giá chúng ta đi thêm 90 cây số nữa chúng ta về tới Hà Tiên. Đó là trọn từ quốc lộ 80, tức là bắt đầu từ ở khu vực của chân cầu Mỹ Thuận đến với Hà Tiên, đó là quốc lộ 80. Tuy nhiên khi chúng ta đi đến đây khoảng cách ở Hà Tiên khoảng ba mươi mấy cây số nữa thì ở bên tay trái đây có cái ngã ba. Ở đây chúng ta rẽ vô đây, đây là cái ngã ba được gọi là ngã ba Hòn. Theo cái địa danh từ xưa giờ thì hiện nay trực thuộc đó là thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Lương, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Thì đây là chúng ta rẽ vô khoảng 15 cây số là chúng ta rẽ vô khu lịch Hoàng Trong. Đây là cái khu lịch khá nổi tiếng ở vùng đất Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang này. Và hiện nay thì vừa rồi Đức Phú Trần Channel có đưa quý vị các bạn đi ngang qua trung tâm của thị trấn Kiên Lương đó, đây gọi là thị trấn Ba Hòn đó. Thì hiện nay đang được quy hoạch xây dựng lại rất là khang trang. Như chúng ta vừa thấy, đây là cái khu đô thị mới, chính vì thế là họ xây dựng về khu tái định cư, khu nhà ở, quy hoạch về cơ quan hành chính rất là khang trang. Thì bây giờ hiện tại quý vị và các bạn đang cùng đồng hành với YouTuber Đức Phú Trần Channel, chúng ta rẽ vào khu lịch Hoàng Trong. Và cái đoạn đường này rất là đẹp, đoạn đường này mới vừa được làm hoàn tất trong khoảng chừng 3 tháng trở lại đây. Ở đây cái đoạn là bên ngoài thì họ đã làm hơi lâu rồi, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ đi vô tới đoạn bên trong, vô tận tới khu lịch Hoàng Trong, tức là ngay chỗ khu vực của chùa Hải Sơn, tức là chùa Hang đó. Thì đó là rất là tuyệt vời. Cho nên là hiện nay quý vị các bạn khi mà đến với khu lịch Hoàng Trong ở tại khu vực của Kiên Lương, Kiên Giang này thì rất là hạnh phúc, bởi vì xe 45 chỗ chúng ta chạy rất là thông thương, thông thoáng. Trước đây chúng ta đi vô con đường này dù có 15 cây số, 14 cây số thôi nhưng mà rất là vất vả, rất là nhiều khê. Còn bây giờ chúng ta đi rất là tốt. Nên xin mời quý vị các bạn hãy mạnh dạn nha, khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ rẽ vào để tham quan khu lịch Hoàng Trong rất là tuyệt vời. Kính thưa quý vị các bạn, thì từ ở khu vực của ngã ba Hòn, tức là ở thị trấn Kiên Lương, chúng ta rẽ vào đây thì chúng ta sẽ thấy đặc trưng của khu rừng ngập mặn. Tức rừng ngập mặn thì gồm có cây đước, cây mắm, cây đước, cây vẹt, cây cây bần vân vân, cây dừa nước, cây tràm, đó là những loại cây chủ lực. Cây mắm đi trước, cây đước theo sau, tràm theo sát, hàng dừa nước đung đưa ru mình trong nắng mới vân vân. Cho nên đó là những loại cây mà của cái quá trình về giữ đất và để nằm trong cái khu mà lấn biển. Cho nên là đây là chúng ta đi vô đây chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Ngoài ra thì ở khu vực của Kiên Giang, ở khu vực này thì được gọi là Hà Tiên đó, thì gọi là Hà Việt Nam thu nhỏ, bởi vì Hà Tiên có một chút gì đó của núi đồi Tây Nguyên, núi rừng Tây Nguyên. Hà Tiên có một chút gì đó của biển cả miền Trung, Hà Tiên có một chút gì đó của vùng sông nước đồng bằng sông Long, Hà Tiên có một chút gì đó của hang động miền Trung Quảng Bình, Hà Tiên có một chút gì đó của những rặng núi đá vôi như Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Hà Tiên là có một chút gì đó của vùng biên cương biên ải cho nước Việt Nam ta, cho nên là ở đây là giáp ranh với Campuchia, có cửa khẩu Xà Xí vân vân. Cho nên với những cái điều đó tụ hợp lại thì Hà Tiên là một cái nơi mà rất xinh đẹp, gọi là Việt Nam thu nhỏ. Nên chúng ta đến vùng đất này
thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều những rặng núi đá vôi. Chính vì thế ở đây người ta đã làm được cái xi măng, cho nên là xi măng Hà Tiên, xi măng Hà Tiên. Và trước đây khi chúng ta đến với xi măng ở đây đó, thì khi mà quý vị các bạn theo hướng từ ở khu vực của Vàm Cống đi xuống đó, thì chúng ta sẽ rẽ tay phải để về đây. Thì chúng ta khi mà bên kia sông, khi mà trước khi chúng ta rẽ vô cái thị trấn Ba Hòn này, vô Hòn Trong đó, thì bên kia chúng ta sẽ thấy được hai cái nhà máy xi măng, là xi măng Hà Tiên, xi măng Hà Tiên 1, xi măng Hà Tiên 2 đó, và có tận ở trên Thủ Đức, Sài Gòn chúng ta cũng có đó. Thì khá là ô nhiễm, bởi vì chúng ta sẽ thấy được khói bụi bốc lên rất là nhiều, do với công nghệ từ xưa giờ nó sơ khai cũ, cho nên là cái khu vực này họ ta khai thác xi măng khá là ô nhiễm. Tuy nhiên thì vừa rồi trên màn hình quý vị các bạn thấy Đức Phước Trần Channel, chúng ta zoom lại để quý vị thấy đó, có một cái nhà máy xi măng mới INC được thành lập ở khu vực này. Và đây là cái nhà máy xi măng của doanh nghiệp nước ngoài, họ đầu tư vào Việt Nam ta. Có thể nói rằng họ tới đây họ thuê cái công trình chúng ta trong khoảng 50 năm, và với sự ưu đãi của chính phủ Việt Nam ta rất là nhiều. Thí dụ như là giá đất rẻ, hoặc là có nhiều cái việc mà chúng ta giảm giá, bớt giá cho họ, thậm chí là cho thuê không. Và sau 50 năm đó họ khai thác xong thì những cái công nghệ của máy móc đó thì họ sẽ chuyển giao lại cho Việt Nam ta và tặng cho Việt Nam ta. Thì với một cái sự khó khăn của một nước nhỏ thì chúng ta đành phải chịu cái sự mất mát đó, nhưng mà đổi lại là chúng ta có cái công nghệ tốt đẹp hơn. Thì thưa quý vị các bạn, thì ở đây đó họ làm cái công nghệ này hoàn toàn khép kín, tức là từ ở khâu họ khai thác cho đến khi họ sản xuất thành phẩm và đóng gói chuyển ra tàu để vận chuyển đi xuất khẩu luôn, thì nó tạo thành một cái dây chuyền khép kín và không có khói bụi như trước đây của những cái nhà máy xi măng mà chúng ta thấy khai thác được. Còn hiện nay thì rất là tuyệt vời. Cho nên với cái thương hiệu INC nãy chúng ta vừa thấy, thì hiện nay những cái chuyên gia, một tí nữa đây thì khi mà chúng ta di chuyển vào bên trong này, qua khỏi cái khu vực của khu du lịch Hòn Trẹm rồi này kia đó, thì ở đó đó là có nguyên cái ngọn đồi mà có khá là nhiều cái khu nhà villa, những cái nhà bungalow đó dành cho những cái chuyên gia của khai thác xi măng ở đây, người ta ở đây để người ta phục vụ cho cái nhà máy xi măng đó. Nên khi quý vị đến với khu vực chùa Hang và chúng ta ra ngắm Hoàng Hậu Tử, thì chúng ta chết và tay phải một tí thì chúng ta sẽ thấy những cái khu vực của những cái nhà bungalow này cho các chuyên gia ở trên đây. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây có một cái hệ thống nhà máy xi măng mới được khai thác thành một cái dây chuyền khép kín ha, và rất là khang trang, rất là vệ sinh, tuyệt vời. Trở lại khu vực này thì quý vị các bạn vừa đang nhìn ngắm ở trên đường như Đức Quốc Trần Channel vừa chia sẻ đó, thì chúng ta thấy rằng là cái đoạn đường đây quá hạnh phúc. Với hiện nay thì chúng ta thấy đoạn đường khá là khang trang, êm ái và thông thoáng như thế này, cho nên tuyệt vời. Chứ trước đây khi mà chúng ta từ ở Hòn Trong này, từ ở Ba Hòn này chúng ta rẽ vô Hòn Trong này thì khá là nhiều khê nha. Chúng ta vừa tới đây thì quý vị các bạn sẽ thấy bên tay trái chúng ta có những cái rặng núi đá vôi. Đó, bây giờ chúng ta đang thấy những rặng núi đá vôi rồi. Và những cái rặng núi đá vôi này đó, thì đây là, đó, đây chúng ta thấy bên tay phải, tay trái chúng ta có cái rặng núi đó, gọi là hang ca, hang ma so, hang ma so hay gọi là hang cá sấu. Tức là do sự bào mòn của nước biển do theo năm tháng, và có sự thẩm thấu của nước mưa, có chất axit, cho nên nó hòa tan giữa axit cộng với đó vôi, cho nó hòa tan axit nitric, nó tạo thành những hang rỗng đây. Và ở đây thì người ta có những cái câu chuyện, có những cái giai thoại, những cái truyền thuyết về khu vực này. Người ta nói rằng là theo Ma So đó là theo tiếng của người Khmer ở đây đó, tại vì đây là vùng đất xa xưa đó là nguyên thủy của nước Trường Lạp. Chính vì thế là có những cái câu chuyện của nước Trường Lạp đây đó, là người ta gọi là vùng đất này có nhiều có con thủy quái, nhiều con cá sấu quấy phá vùng đất này, cho nên là dân làng đã có đây nhiều hợp sức lại đây để diệt những con cá sấu này. Tuy nhiên có một cái con cá sấu khổng lồ nó quấy phá ở đây, cho nên là ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một cái tảng đá rất là to lớn để đè con cá sấu lại, bị
tảng đá to lớn này đè nó xuống. Và hiện nay thì trong cái hang đó vẫn còn có cá sấu bị đè trong đó, nên tôi đặt cái tên của cái hang động đó là hang Ma So, tức là hang cá sấu. Và hiện nay thì về du lịch địa phương đó, người ta cũng có làm cái du lịch để vô đó tham quan. Ví dụ như chúng ta vừa thấy đó, có cái chiếc cầu bên tay trái gầu gỗ đó để bắt vào cái hang này. Thì như Đức Trần Channel chia sẻ, do là sự bào mòn của nước biển, bởi vì ngày trước đó thì biển ngập hết khu vực này ạ. Biển ngập hết khu vực này, và trong quá trình biển lùi, nước lùi cho nên là nó đã rút đi và để lại những cái trầm tích bên dưới. Cho nên những trầm tích này nó lắng động lại, nó tạo thành những cái hang động núi đá vôi là như thế. Thì ở đây người ta cũng đi vô đây chúng ta tham quan chụp hình. Thật ra nó là cái hang núi đá vôi thôi chứ cũng không có gì, nhưng mà người ta đặt tên là hang Ma So, và với cái giai thoại về cá sấu như thế. Cái thứ hai nữa, đây cũng có động kim cương, là bởi vì ở trong những hang động đá vôi này đó, do sự thẩm thấu của nước mưa bào mòn nước biển và có sự hòa tan axit nitrit đó, nên có những chỗ mà có những ống ánh kim cương lên manhê đó, những chất manhê lên, cho nên nhìn giống như là kim cương, nên người ta đặt tên là cái động kim cương. Thì cũng rất là dễ thương. Thì đối với những người dân, người ta không được có điều kiện đi đến những cái hang động đẹp trên đất nước Việt Nam ta, thí dụ như ở Quảng Bình vân vân, thì chúng ta cũng có thể đến với hang động ở đây, bởi vì ở đây cũng là những rặng núi đá vôi, mặc dù nó không rộng lớn quy mô bằng những hang động vĩ đại ở Quảng Bình, nhưng mà nó cũng phần nào giúp được người dân cảm nhận về những cái hang động núi đá vôi và có những chất ống ánh mà nhờ như thế cũng thú vị. Thì thưa quý vị các bạn, thì khi mà chúng ta đi vô đây thì một là chúng ta có thể tham quan hang Ma So, hang cá sấu này, hay động kim cương, rồi chúng ta đi vô một chút nữa thì ở bên tay phải đây cạnh với biển sẽ có những người dân địa phương đây, người ta phục vụ những chiếc tàu du lịch, và chúng ta có thể xuống đó thuê những chiếc tàu đây, và chúng ta xuống đó thì chúng ta có thể ăn trưa, hoặc là chúng ta sẽ sau ăn trưa xong thì chúng ta có thể tham gia câu cá ở đây, họ cũng có phục vụ câu cá, rồi chúng ta có thể lặn ngắm san hô ở khu vực này, thì nó giống như ở Vịnh Hạ Long. Cho nên ở đây được gọi là cái Việt Nam thu nhỏ là vậy, là vì đây là có cái những cái rặng núi đá vôi mọc lên, cho nên là Việt Nam thu nhỏ ha. Trước mặt đây thì chúng ta đang qua một cái khu đập, đây đập ngăn mặn, ngăn nước mặn. Thì thưa quý vị các bạn, hiện tại thì chúng ta thấy rằng là một cái vấn đề nan giải cho đất nước Việt Nam ta, mặc dù là mạng lưới sông Ngòi chạy đặc chằng chịch, nhưng mà hiện nay thì cái vấn đề mà thiếu nước ngọt là một cái vấn đề rất là nan giải cho nước Việt Nam ta. Cho nên đi đến những các tỉnh của đồng bằng sông Long, miền Tây Nam Bộ bây giờ, ví dụ như là Bến Tre nè, hay là Tiền Giang nè, hay là Sóc Trăng, Trà Vinh nè, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang này, thì những cái tỉnh giáp ranh với biển thì đều có những cái đập ngăn mặn hết, cho nên là rất là đáng buồn nha. Chúng ta rẽ vô đây thì đây là cái tỉnh lộ 971, đây để đi khoảng 14-15 cây số là chúng ta đến với khu lịch Hòn Trong, tức là ngay chỗ khu vực chùa Hang nè, Hồ Tử. Thì trở lại là chúng ta có thể đến đây, đây khu vực này là chúng ta có thể xuống có những cái ghe tàu của người dân địa phương đây, người ta làm du lịch, người ta phục vụ ăn trưa, người ta phục vụ câu cá, người ta phục vụ lặn ngắm san hô ở khu vực này, và chúng ta rong ruổi ở đây thì ngắm về cái khu vực vịnh Thái Lan cũng rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta đi vô trong nữa thì chúng ta sẽ đến với khu Hòn Trạm. Thì ở đây thì họ cũng có resort ha, họ cũng có phục vụ phòng ốc tắm biển vân vân, thú vị. Chúng ta và chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta sẽ đến với khu vực của Hòn Phụ Tử, gọi là biểu tượng của tỉnh Kiên Giang, cũng là biểu tượng của đài truyền hình tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thăm viếng chiêm bái đó chùa Hang, một ngôi chùa nằm ở trong hang núi nên gọi là chùa Hang, chứ thật ra tên chữ chùa này đó là chùa Hải Sơn, tức là nằm cạnh về biển với núi. Và chúng ta đi vòng qua chùa Hải Sơn, xuyên qua chùa Hải Sơn đó là chúng ta ngắm Hòn Phụ Tử. Ngoài ra thì chúng ta có thể xuống tàu của người dân địa phương đây phục vụ du lịch, để chúng ta ra giếng Tiên, nơi mà có một cái hòn đảo nhỏ mọc lên giữa biển, nhưng mà bên trong lại có một cái giếng nước ngọt,
và tương truyền đây là một cái giếng nước mà đã giúp cho Nguyễn Ánh khi chạy loạn Tây Sơn đã có cái nguồn nước để nuôi sống mình và cả quân lính để giúp ông khôi phục lại Giang Sơn sau này khi ông lên làm vua năm 1802 để được hiệu là Gia Long. Cho nên ở đây thì chúng ta có thể đến đây viếng chùa Hang, ngắm Hồng Phụ Tử, đi tàu ra tham quan giếng Tiên và thưởng thức những hải sản ở đây. Đặc biệt là ở đây có những cái hải sản nổi tiếng, thích nhất đó là con tôm tích, miền Bắc gọi là con bề bề, khá là to lớn so với những vùng khác. Hay là chúng ta có thể ăn những cái món ăn dân dã địa phương ở đây như là sương sa, hộc lụ, hay là những cái đùi ươi vân vân, những cái bánh lọt vân vân, những cái món rất là hấp dẫn ha, mát mẻ ở đây, cho nên tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta nhìn ngắm bên tay phải, chúng ta sẽ thấy được biển, biển của khu vực Hoàng Trong của Kiên Giang. Và như những video trước thì Đức Quốc Trần Channel có dịp chia sẻ chúng ta đó là những cái vùng biển ở đây thì nó ảnh hưởng của phù sa của sông Mekong, cho nên biển ở đây thì cát đen và nước đục nha, không có trong sáng trong lành, cát trắng vàng ống ả như là biển ở miền Trung. Tuy nhiên thì cũng rất là thanh bình yên ả ha. Đây chúng ta thấy rằng là hiện nay đoạn đường này họ đã làm khá là thông thường vô tới tận của khu lịch Hoàng Trong luôn, rất là tuyệt vời, quá hay ạ. Quá đẹp luôn. Đây chúng ta thấy rằng là những cái đoạn đường tuyệt vời, có hàng thì dương, cây phi lao đó, hay là có dừa ha, rồi có những cây cổ thụ hai bên bóng mát, nên là đoạn đường quá đẹp ạ. Hiện nay thì khu lịch Hoàng Trong này, tức là trong cái khu vực của chùa Hang Hồng Phụ Tử đây, họ cũng đang xây dựng lại. Thứ nhất là họ xây dựng lại cái khu vực đường xá như chúng ta thấy đây, và chúng ta họ cũng quy hoạch lại những cái khu mà buôn bán. Hiện tại thì bây giờ cũng còn đang lụp sụp, nhưng mà sắp tới đây họ sẽ quy hoạch lại xây dựng những cái kiosk đó, để cho người dân trong đây thì họ vô bán khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Rồi họ cũng xây dựng những cái cầu tàu, cầu tàu để cho du khách xuống tàu tham quan được giếng Tiên, nó được an toàn khang trang hơn. Rất là tuyệt vời ha. Rất là hạnh phúc là đoạn đường này hiện nay được xây dựng rất là khang trang, xinh đẹp. Khu du lịch Hòn Trẻm, khách sạn chùa nhà hàng Hòn Trẻm. Và kính thưa quý vị các bạn, thì trước khi mà chúng ta đến với những cái video sau này về cái tour miền Tây của YouTuber Đấu Trần Channel, thì chúng ta sẽ nhìn ngắm một cái điểm cũng rất là thú vị, đó là cái hòn núi ha, Thạch Động Thô Vân. Động đá mà cơi mà có câu chuyện Tạch Xanh và Điếu Thông, ngày mai mình sẽ tham quan. Tuy nhiên á thì mình đi cái hướng bên đây á thì mình sẽ thấy được là cái tảng đá này có một cái hình gương mặt rất là lạ, và người ta đó là gương mặt quỷ ha, đá mặt quỷ. Cho nên chúng ta sẽ nhìn ngắm thử coi cái đó có phải đá mặt quỷ không. Có người đó là đá mặt quỷ, có người đó là hình của ông thần, thần núi, thần đá ở đây. Từ từ rồi ngắm nhìn nè, cái tảng đá bên tay trái mình nè, vén màn ra, vén màn ra. Thấy chưa rồi, thấy mặt quỷ chưa, thấy mặt chưa, thấy trắng trắng ở giữa đó, thấy cái hình có một ông lỗ mũi nó đưa ra đó, thấy chưa. Rồi camera men đâu, cái ở giữa tảng đá nó sẽ có một cái mảng màu trắng nhìn như cái mặt quỷ đó, thấy nãy chưa.
chưa, thấy chưa? Đây đây, bắt tay chạy chậm lại cho mình thấy nè, đó thấy chưa, thấy chưa? Sợ chưa, sợ chưa? Ghê ghê rồi, rồi ai chưa thấy thì về lên kênh YouTube Đức Trần Channel. Rồi đó là khu vực của Thạch Động, ngày mai mình sẽ tham quan.